Người ta thường cố gắng thoát khỏi mọi thứ, về chốn thôn quê, nơi bờ biển, nơi núi cao. Người cũng luôn mong muốn điều đó cho mình, nhưng điều đó thật ngờ nghệch, ta có thể thoát ly bất cứ lúc nào ta muốn, bằng cách hướng vào nội tâm. Không nơi nào ngươi đến bình yên hơn, tự do khỏi những phiền toái hơn, hơn là chính tâm hồn ngươi. Đặc biệt là khi ngươi có thể dựa mình vào những suy nghĩ mà chỉ cần gợi lại là ngay lập tức, ngươi có được sự bình thản tuyệt đối. Và khi nói đến bình thản, ý ta nói về một tâm trí có trật tự. Tôi tìm đọc lại những dòng này của Marcus Aurelius khi bản thân đang trong một giai đoạn khó khăn, như những ánh sáng bé nhỏ nằm giữa những ghi chép khác của tôi trong một cuốn sổ giữ riêng, một lần nữa khiến tôi có sức mạnh để đứng lên và đi tiếp. Đôi lúc không biết tâm sự cùng ai, phải hỏi ai để giải quyết những khúc mắc mà cuộc đời đẩy đưa tới. Những dòng chữ này như ánh sáng của một ngọn hải đăng chỉ cho tôi một phương hướng. Tôi nghĩ mình cũng giống như các bạn, phàm là người trưởng thành, ai cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự. Những ngày mệt mỏi vì công việc, căng thẳng trong một mối quan hệ, hóa đơn và những khoản tiền cần phải chi trả. Để sống như một người trưởng thành, quả thật lắm gian truân. Nhưng đâu phải vì thế mà cuộc đời không đẹp và kinh nghiệm của mình liệu có thể gửi gắm lại cho những người đi sau khi mà họ gặp cảnh huống tương tự có thể đủ tự tin để đứng lên và tiếp tục chiến đấu. Vậy nên tôi tự ghi ra đây những bài học mà tôi đã học được khi nghĩ về Marcus Aurelius. Hy vọng rằng ai đọc được nó cũng có thể nhìn thấy ánh sáng giữa đại dương mà đạp gió rẽ sóng tìm về bờ bến an trú của tâm hồn. Bài học đầu tiên, giữ gìn kỷ luật. Đấy chắc chắn là thứ tôi muốn bạn ghi nhớ lấy đầu tiên. Việc nói thì bao giờ cũng đơn giản, nhưng để làm được thì nó rất khó. Đã bao nhiêu lần bạn muốn thay đổi thói quen, đã bao nhiêu lần bạn hứa sẽ giảm cân, sẽ đi tập và ăn uống điều độ. Chúng ta hào hứng được thời gian đầu, sau đó dần dần việc nọ việc kia bỏ bẵng đi và lại rơi vào một vòng lặp của những thói quen xấu. Bởi vậy, kỷ luật là điều tiên quyết phải nhớ, là thứ năng lượng đẩy cỗ xe nặng nề là bản thân tiến lên. Kỷ luật là điều Marcus Aurelius luôn nhắc đi nhắc lại như một điều răng ở trong suy tưởng. Mỗi ngày thức dậy, lao động và cống hiến, quán xét tư tưởng của mình, hoàn thành nghĩa vụ bằng sự tập trung cao độ nhất. Giữ được kỷ luật nghiêm chỉnh là chúng ta đã có thể có được 50% sức mạnh để thay đổi và hình thành những thói quen mới rồi. Đánh giá khách quan, ngay lúc này, tại chính thời điểm này. Hành động không vị kỷ, ngay lúc này, tại chính thời điểm này. Sẵn lòng chấp nhận, ngay lúc này, tại chính thời điểm này, mọi thứ, mọi sự kiện bên ngoài. Đó là tất cả những gì người cần. Bài học thứ hai, nhìn thấy cái chết để yêu thương cuộc sống. Những nhà khắc kỷ như Hoàng đế La Mã luôn nhắc nhở bản thân và hậu bối chúng ta về cái kết chung. Và bởi vì chúng ta là một sinh vật hữu tử, nên nếu biết cách sống minh triết, đức hạnh, có thể ta sẽ đối mặt với cái chết trầm mặc, thấu hiểu mà không sợ hãi. Nhìn thấy điểm kết thúc để biết tất cả những thứ vật chất xa hoa tầm thường, của cải và địa vị giàu sang cũng không thay đổi được kết cục ấy, qua đó rút ra được điều gì là quan trọng hơn cả. Theo Marcus Aurelius, có lẽ là đức hạnh, là đạo đức được soi tỏ. Chúng ta tập cách nghĩ về cái chết, không lẩn tránh nó, để mỗi sáng được thức dậy dưới vòm trời này, hít thở căng buồng phổi, ta thấy được cuộc sống đẹp đẽ đến thế nào. Hãy nghĩ mình đã chết và hoàn thành phần cuộc sống của mình cho đến thời điểm hiện tại và sống cách đúng đắn thuận theo tự nhiên phần đời được phép còn sót lại. Bài học thứ ba, hãy luôn quán xét lại bản thân mỗi ngày. Bạn biết điều tuyệt vời nhất của suy tưởng là gì không? Với tôi đó là cách mà Marcus Aurelius không có ai dòm ngó, không một bài kiểm tra, vẫn hàng ngày ngồi xuống và viết những dòng chữ nhỏ nhắn nhưng bất tử này. Ông là người quyền lực nhất của đế chế La Mã lúc bấy giờ, hay có thể là người quyền lực nhất trái đất vào thời kỳ huy hoàng đó. Nhưng không có những ghi chép về việc tiệc tùng xa hoa, những món đồ trang sức hay quyền lực địa vị. Tất cả chỉ là những suy xét và động viên cho bản thân, nhìn nhận thấu đáo một triết lý mà ông vẫn đang học tập và theo đuổi, mỗi ngày. Nó vừa là kỷ luật tự thân, vừa là một điều khiến hậu thế nể phục hơn. Ông biết chúng ta nhỏ bé thế nào giữa vũ trụ, ông nhắc về lòng biết ơn, về bầu trời và những cánh chim tự do, làm thế nào để sống cho công bằng chính trực. Cho đến nay,
người đã cư xử như thế nào đối với các vị thần, cha mẹ, anh em, con cái, thầy cô, với những người đã chăm sóc thời thơ ấu của ngươi, với bạn bè của ngươi, bà con, với nô lệ của ngươi. Hãy xem xét cho đến nay ngươi có cư xử với tất cả theo cách mà điều này có thể được nói về ngươi hay không. Chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì sai trái với một người trong hành động hoặc lời nói. Quan sát bản thân, tôi nghĩ là một việc cần thiết trong thời buổi đòi hỏi chúng ta phải nhanh hơn, mạnh hơn, gấp gáp hơn như thế này. Đầu óc không có lúc nào đủ thảnh thơi để nhìn lại bản thân, đào sâu vào tâm hồn và trái tim của mình cả. Bạn hãy thử xem, ngày hôm nay hãy ngồi và viết ra những suy nghĩ của mình. Một ngày nào đó bạn đọc lại, bạn sẽ thấy đó là một con người khác. Bạn lúc này cũng có một nhận thức khác. Làm bạn với bản thân, thấu hiểu bản thân luôn là gạch đầu dòng trước tiên khi trưởng thành. Học cách tra vấn mọi hành động. Tại sao họ làm vậy? Bắt đầu từ những hành động của chính ngươi. Bài học thứ tư, tập trung vào giây phút hiện tại. Thông thường ta luôn tiếc thương quá khứ, lo sợ cho tương lai. Rất ít khi chúng ta hoàn toàn chú tâm đến hiện tại. Luôn có một thứ gì đó len lỏi và suy nghĩ và hành động của ta hàng ngày. Giá như tôi có thể thay đổi được việc này việc kia, giá như tôi không gặp ai đó. Bao nhiêu lần giá như, bấy nhiêu điều tiếc nuối, có những điều bám víu lấy tâm trí cả ngày dài. Rồi chúng ta mong chờ một tương lai luôn mơ hồ phía trước. Ta sẽ như thế này, sẽ làm như thế kia. Nhưng rồi mọi thứ lại là ảo ảnh không tồn tại. Có bao giờ ta thật tâm làm một công việc mà không sao nhãng, đọc một cuốn sách hoàn toàn tập trung, hay tận hưởng hương vị của một tách cà phê mà không cắm cúi lướt điện thoại hoặc nhìn vào màn hình máy tính? Marcus Aurelius nhắc nhở người đọc suy tưởng về sự công bằng của cuộc sống này, đó là cái chết và hiện tại. Ngươi sống thêm 3.000 năm, hay gấp 10, hãy nhớ, giây phút hiện tại của ngươi là thứ duy nhất trong cuộc đời một con người có thể đánh mất, thứ dài nhất cũng bằng thứ ngắn nhất. Hiện tại là bình đẳng cho tất cả, và do đó, những gì bị mất là như nhau, là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì ngươi không thể mất quá khứ hay tương lai, làm sao ngươi có thể mất cái mà ngươi không có? Bỏ qua những thứ còn lại, giữ lại điều này. Thứ duy nhất ngươi có là hiện tại, một khoảng thời gian ngắn ngủi ngay lúc này. Quá khứ đã qua, tương lai vô định. Thời gian chúng ta có quá nhỏ nhoi, nhỏ như góc trái đất nơi ta sống. Danh tiếng, thứ duy nhất còn sót lại, được truyền miệng bởi những người cao niên nghèo khổ, những người sẽ sớm chết trong chốc lát, không biết chính mình, chứ chưa nói đến những người đã chết trước đó rất lâu. Biết tận hưởng hiện tại, tập trung năng lượng và chú tâm vào từng phút giây, ta mới thực sự là đang sống, chứ không phải là đang tồn tại. Trân trọng từng giây phút như thế khiến ta cảm nhận được cuộc đời, thiên nhiên, sự vật, sự việc tốt hơn, và có những hành động và lựa chọn khéo léo hơn. Đây chắc chắn là một trong những bài học tốt nhất mà Hoàng đế La Mã truyền cho hậu thế. 5. Hãy là một người tốt và biết cảm thông. Marcus Aurelius tin rằng con người là một động vật xã hội. Dù muốn dù không, chúng ta vẫn luôn phải có một mối quan hệ nào đó để tồn tại bằng cách đối xử với mọi người bằng lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu và tôn trọng. Chúng ta có thể nuôi dưỡng các mối quan hệ tích cực và đóng góp vào một xã hội hài hòa hơn. Cái tôi của mỗi người đều rất lớn. Khi gặp gỡ những người khác biệt về văn hóa, học vấn, phong thái sống chúng ta đều có ít nhiều những định kiến cá nhân xen vào. Không phải chúng ta muốn như vậy, mà là môi trường, giáo dục và nhận thức từ nhỏ đã tạo nên một bản thể với nhiều điểm mù như thế. Những khác biệt này khiến cho chúng ta khó chịu, cảnh giác và hay đưa ra những phán xét hấp tấp. Marcus nói, hãy chấp nhận điều ấy như một trật tự trong cái toàn thể của vũ trụ. Amor fati, yêu lấy số mệnh, như cách số mệnh đẩy con người trái ngược và khác biệt ấy đến bên đời ta. Những người ta tiếp xúc hôm nay chắc sẽ là những người phiền phức, vô ơn, tham lam, kiêu căng, không trung thực, ghen ghét và cáu kỉnh. Họ như thế bởi vì họ không thể phân biệt được chân thật thiện hay ác. Nhưng ta đã thấy vẻ đẹp của sự thật, sự xấu xa của cái ác, và nhận ra rằng người làm điều xấu có một bản chất liên quan đến ta, không cùng dòng máu sinh ra, nhưng cùng tâm trí, có chung nguồn gốc sáng tạo từ đấng tạo hóa và cùng nhận ơn huệ từ các ngài. Và như thế không ai trong số họ có thể làm tổn thương ta, không ai có thể lôi kéo ta vào điều xấu của họ. Ta cũng không thể giận dữ người anh em ta hay là ghét anh ta.
Vận mệnh khiến chúng ta được sinh ra trên cùng thế giới để làm việc với nhau như chân tay với mắt, như hai hàm răng trên và dưới. Con người cản trở nhau là trái lại tự nhiên, cảm thấy giận dữ một ai đó, quay lưng lại anh ta là chống lại tự nhiên. Nếu như chúng ta học được cách sống tử tế và biết cảm thông, dường như đời cũng sẽ dễ thở hơn một chút. Những khó chịu lặt vặt nhỏ nhỏ cũng mau chóng được hòa giải và bỏ qua. Đây có lẽ là một trong những điều khó khăn nhất khi chúng ta phải giữ được kỷ luật về nhận thức cũng như là kỷ luật về hành động của mình, như trong suy tưởng đã nhắc đi nhắc lại. 6. Tìm kiếm trí tuệ từ người khác. Marcus Aurelius tin vào việc học hỏi từ trí tuệ của người khác. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự hướng dẫn và hiểu biết sâu sắc từ những người cố vấn, triết gia và nhân vật lịch sử. Bằng cách khiêm tốn thừa nhận rằng chúng ta còn rất nhiều điều phải học hỏi, chúng ta có thể mở rộng quan điểm của mình và đạt được những hiểu biết sâu sắc có giá trị để nâng cao sự phát triển cá nhân. Hãy đi thẳng đến nơi mang trí tuệ của ngươi, của thế giới và của người láng giềng. Của ngươi để hướng nó vào công lý, của thế giới để tự nhắc ngươi là một phần của cái gì, của láng giềng để phân biệt giữa sự vô tri và có tính toán, và để hiểu rằng nó cũng giống như con người. Một hoàng đế ở đỉnh cao quyền lực nhưng luôn đặt tâm thế của mình như một người học trò, tìm kiếm những người thầy giỏi hơn kế cận bên mình để trau dồi và làm giàu tri thức. Đây chẳng phải là lời nhắc nhở tuyệt vời nhất cho con người hiện đại hay sao? Tôi luôn nghĩ việc tự học là một yếu tố cần phải thực hành suốt đời để luôn sống hạnh phúc và minh triết. Nếu mỗi người đều chịu khó thực hành, việc đóng vai học trò này, dành thời gian cho việc luyện tập, chắc chắn chúng ta sẽ có những thay đổi đầy bất ngờ. Bài học số 7. Trân trọng tự nhiên và tìm cho mình một mục đích sống. Đây là điều cuối cùng mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn. Marcus Aurelius luôn nhắc nhở người đọc trân trọng tự nhiên, tìm tới thiên nhiên, lắng nghe thiên nhiên để thấy được cái trật tự tuyệt đẹp của vũ trụ này. Một thứ dù nhỏ bé đến đâu đều đóng góp và cấu thành nên cuộc sống. Đã bao giờ bạn mệt mỏi và đi dạo trong một cánh rừng xanh biếc, đắm chìm bản thân trong thiên nhiên, nắng, gió và tiếng chim cùng sự tĩnh lặng của nó? Lúc ấy ta chợt nhận ra bản thân nhỏ bé đến thế nào và vấn đề của chúng ta, rồi ai sẽ nhớ đến chứ? Yêu và biết ơn thiên nhiên cũng sẽ khiến ta sống có trách nhiệm với trái đất và biết giữ gìn nó cho hậu thế. Ta bước đi theo thiết kế của tự nhiên, cho đến khi ta ngã xuống và nghỉ ngơi sau khi chút hơi thở cuối cùng trong bầu không khí mà ta hít thở hàng ngày này. Trên mặt đất, nơi cha ta đã gieo hạt giống sự sống và mẹ ta là dòng máu và dòng sữa của ta. Mảnh đất này nuôi dưỡng, ban phát đồ ăn và thức uống cho ta mỗi ngày trong suốt bao nhiêu năm, nơi mang theo những bước chân ta. Và trong số đó, có nhiều thứ ta không ngừng lạm dụng quá mức. Và rồi nếu như bạn tìm ra cho mình một mục đích sống, một điểm đến mà bạn tập trung để hướng tới, bạn đã có la bàn của riêng mình, sắp đặt những bước nhỏ theo lớp lang để thực hiện hành trình ấy. Tôi tin bạn sẽ thành công, và rồi sẽ thấy được hạnh phúc trên quãng đường dù ngắn hay dài. Năm xưa Plato đã từng viết những dòng này trong tác phẩm Cộng Hòa. Các quốc gia sẽ không bao giờ hạnh phúc cho đến khi người cai trị trở thành triết gia hoặc triết gia trở thành người cai trị. Có lẽ Marcus Aurelius là một trong những hình mẫu lý tưởng ấy, một quân vương và một triết gia. Cho dù nếu tìm hiểu về cuộc đời ông, bạn sẽ thấy đó là một chuỗi dài những bất hạnh, vất vả, trăn trở và căng thẳng. Nhưng từ trong đen tối, nhờ những minh triết và tư duy mà ông theo đuổi đã khiến cho ông trở thành một ngọn hải đăng lớn. Dù ít nhiều u ám nếu đọc riêng tác phẩm suy tưởng, nhưng là những u ám được ông cẩn thận lựa chọn và ghi lại. Sừng sững và bất diệt như bức tượng ông trên đồi Capitoline ở Roma, vẫn rọi những tia sáng minh triết cho lớp hậu thế sau gần 2.000 năm đầy biến động và đổi thay. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ tìm được những bài học cho bản thân sau bài viết này. Và hãy nhớ, cho dù triết lý nào đi chăng nữa, có hoa mỹ đến đâu, chỉ duy nhất bạn mới là người có quyền năng và vĩ đại nhất để thay đổi số phận của riêng mình. Hãy giữ kỷ luật, thực hành nó và tiến lên phía trước. Chúc các bạn được thành công!